Hôm nay em ship cho một bác khách làm sự kiện một combo 40 siêu khủng cho để oánh đám cưới nhá. Cái cấu hình này bác ấy thay cấu hình thùng loa JBL 715. Hôm nay lên với cả tép neo B3, lõi kim loại và bát 40 hàng khủng long bạo chúa của The Well. Các bác cùng tham khảo mẫu ngày hôm nay đây. Đầu tiên em xin giới thiệu đôi tép neo của B3 thì là cốc nhôm mà lõi của nó bằng kim loại khe từ viền đồng. Bình thường các cái dòng neo khác thì nó lõi nhựa nhưng con này lõi bằng kim loại khe từ viền đồng nhá. Đây là từ bi này và côn dẹt và phân tần của nó thì hôm nay bác ấy lấy bộ phân tần là có mẫu là 820L. 820L là nó sẽ có cái bo chống cháy này. Cái bo là bo vàng vàng này, bình thường các dòng khác không có nhá. Và phân tần này nguyên hộp của công ty nhà máy của SH. Đấy, mã của nó là 820L, chở nhôm màu vàng. Cái dòng này các bác không cần phải hàn đâu, các bác chỉ cần nhún xuống kẹp dây vào là xong. Nó sẽ có hai đường, một đường bát, hai đường chét là đường ra, còn đường in là đường vào. Đây phân tần của nó đây, rất là đẹp luôn và tiếng con này rất là hay. Con nó của nó là nguyên hộp nó sẽ như thế này, SH820 đấy, hàng công ty và hàng nhập khẩu nhà máy Trung Quốc. Thì các bác chơi cái dòng bát khủng long bạo chúa thì các bác cùng xem cái này, nó khủng long bạo chúa ở chỗ nào. Con này bát 40 chính hãng của The Well, công suất là 800W nhưng trở kháng 8 ohm. Model của nó sẽ là 15AH225DL, từ 220-100 đít lồi, bích miếng sắt lỗ, lồi dày. Này các bác nhìn này, gấu chưa. Ui à. Em Tùng Nguyễn Audio lúc nào cũng tuyển cho tất cả các bác những mẫu loa bát hàng xịn, chơi sướng các bác nhá, bền, khỏe, chặn núi màu vàng, hàng chính hãng của The Well. Đấy, có cái tem ở đây là dán vào từ và có tem ở đây là dán vào đít của loa. Và xương của nó thì là xương sơn tĩnh điện màu đỏ và gân vải thẩm dầu hai gân và màng xếp ly. Các bác nhìn cái màng của nó rất là xịn luôn, nó là hàng chính hãng của công ty. Các bác cứ nhìn các cái đôi bát 40 cùng 100 khác mà xem. Có thể là từ với bích của nó sẽ mỏng hơn. Và đây là các bác nhìn hàng của nó gấu và nó rất là dày dặn luôn, từ 220-100. Và anh em có nhu cầu đến combo ship của cái dòng The Well này thì có giá là 6,2 triệu combo này, được Tùng Nguyễn bao ship về các bác chơi cực kỳ hay, tép neo rất là sáng tiếng. Anh em có nhu cầu chơi cái dòng uy lực của ánh sự kiện mà không lo bị cháy, các bác có thể chơi cái dòng khủng long bạo chú của The Well này. Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào, hẹn anh em trong clip mới nhất nha.